Yên TV. Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác các tiết mục xiếc, tắm hồ bơi và các trò chơi tại Thảo Cầm Viên. Bây giờ Phước Yên xin mời quý khán giả và bà con cô bác cùng Phước Yên xem tiết mục xiếc tại sân khấu Thảo Cầm Viên. Cùng gặp gỡ hai danh siếc trẻ đã thành công trên lĩnh vực nghệ thuật, và đặc biệt hai bạn đã đoạt liên tục hai huy chương vàng trong chương trình liên hoan siếc quốc tế. Và đến với chương trình sáng nay, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức tiết mục hình tượng nghệ thuật siếc party. Và trong tiết mục này, xin mời quý vị thưởng thức chủ đề tình yêu trên đôi giày trượt qua Nhã Hiếu và Lê Hưng.
Vừa xem tiết mục xiếc quá điêu luyện, Phước Yên xin mời quý khán giả và bà con cô bác cùng tham quan hồ bơi tại Thảo Cầm Viên. Hồ bơi tại Thảo Cầm Viên rộng lớn, vào dịp hè, phụ huynh dẫn con em đến nơi đây tắm, vừa giải trí, vừa an toàn. Hồ bơi cạn không sâu. Cảnh quan tại hồ bơi nhìn rất đẹp. Tắm hồ bơi xong có nước sạch tắm lại. Nơi đây quá lý tưởng cho du khách đến tham quan tắm giải trí. Đây là khu vực chơi trò chơi. Đến Thảo Cầm Viên, quý du khách có thể thuê xe điện đi tham quan xung quanh. Đây là trò chơi câu cá, giá vé 15.000 đồng. Trò chơi nhà banh, giá vé 20.000 đồng, thời gian 15 phút. Kế bên là trò chơi nhà hơi, giá vé là 15.000 đồng. Đây là trò chơi dành cho du khách thích cảm giác mạnh. Đây là trò chơi thảm bay, giá vé là 25.000 đồng. Du khách thích cảm giác mạnh, chơi trò chơi này rất thú vị. Trò chơi đu quay trên một chiếc thuyền. Trò chơi đu quay trong một quả trứng. Đây là trò chơi xe điện.
Đi vào phía bên trong là trò chơi máy bay. Đây là trò chơi xe lửa. Trò chơi đu quay đám mây. Trò chơi đu quay nữ hoàng. Chơi trò chơi này, du khách sẽ ngồi trên một con ngựa. Giá vé trò chơi này là 20.000 đồng. Các bạn trẻ có dịp đến Thảo Cầm Viên tham quan sẽ được thưởng thức các trò chơi rất thú vị và hấp dẫn. Khu vực trò chơi xe điện sàn. Trò chơi xe điện sàn giá vé là 30.000 đồng. Trò chơi vũ trụ bay là một trong những trò chơi cảm giác mạnh rất thú vị. Chơi trò chơi này có chiều cao là 39 mét. Phước Yên đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác những tiết mục xiếc rất độc đáo, trải nghiệm hồ bơi và những trò chơi thật tuyệt vời tại Thảo Cầm Viên. Quý khán giả và bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên, vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.
đến với